Rồi, chào tất cả anh em đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, anh này quay giao lưu với anh em nhánh chiếc bạn Nguyên Tùng, vô bầu sống khỏe rồi nha anh em. Đó, tùng này là tùng trái nha. Đó, khác với tùng nó có hai loại nha, tùng trứng và tùng trái nha. Tùng này loại này là tùng trái nha anh em, cao khoảng 1 mét nha. Đó. Ra rễ rất là nhiều rồi, ra rễ sống khỏe rồi nè. Rễ nè anh em xem, về chỉ việc trồng thôi. Đó. Ship toàn quốc luôn nha anh em. Cái này cây cao từ 7 tấc đến 1 mét nha. Đó, cây này chắc tầm 7 tấc nè. Đó, cây này nó khoảng 1 mét nè. Đó. Cây này khoảng 1 mét. Tùng trái nha anh em. Bạn đi tùng trái nha. Nhánh nó khoảng cỡ trỏ nha. Nè, kiếm cây này có trái quay luôn cho anh em xem nha. Để cho xem cái nào có trái không nha. Số lượng không hạn chế nha anh em, sỉ và lẻ luôn nha, ship toàn quốc luôn nha anh em. Đó, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp số điện thoại em nha, tí để số điện thoại dưới phần mô tả cho anh em xem nha. Đây có trái luôn nè. Nhánh này nó có trái luôn. Đây gọi là tùng trái nha anh em. Tùng nó có trái rồi tùng trái nha. Rồi còn loại tùng kia gọi là tùng trứng là không bao giờ nó có trái nha. Nó chỉ là bông thôi. Bông gọi là tùng trứng á. Nó chỉ là, giống như cây bự này là tùng trứng nè. Đó, nó không có trái, tùng này là tùng trái nha anh em. Cũng là vạn niên tùng. À, loại này là tùng trái, lá nó đặc hơn, đen hơn so với tùng trứng nha. Bạn đi tùng nó có hai loại tùng trứng và tùng trái. Nó hổm em bán tùng trứng rồi, nay giao lưu với anh em tùng trái nè. Nó ra bầu ra rễ rất là nhiều rồi, 4-5 tháng rồi nha anh em, về chỉ việc mình trồng thôi nha. Nó sỉ và lẻ luôn, cung cấp sỉ và lẻ luôn cho anh em luôn. Cao từ 7 tấc đến 1 mét nha. Đó, anh em xem thấy hay cho em một like rồi nhấn đăng ký ủng hộ kênh em nha. Bonsai TG. TG là viết tắt của Tiền Giang nha anh em. Em ở Cà Lậy Tiền Giang nha. Đó, quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem luôn. Nè, nhánh nó cỡ khoảng ngón trỏ em, nhỏ hơn xíu nha anh em. Đó, đều đều với nhau à. Đó, ngoài ra còn có tùng kim cương nữa nha anh em, tùng trứng nữa nha, sâm núi trái đó, bán mặt hàng chủ lực của tụi em là như đó. Rồi chào tất cả anh em nha.